Thuốc đâu? Thuốc đâu? Đưa cho tôi mau lên. Thuốc đâu? Thuốc đâu? Tôi cần thuốc nè. Không có thuốc là tôi chết mất, anh biết không? Không có thuốc, tôi đi mua đây. Bình tĩnh đi. Mau đưa đây cho tôi đi. Đưa đây liền đi. Em cố gắng chịu đựng đi. Anh sẽ giúp em mà. Không. Không, tôi đi mua đây. Bình tĩnh đi, đủ rồi. Đợi chút đi. Đưa cho tôi nhanh lên đi. Nhanh đi, theo đây. Cái gì vậy? Tôi chỉ cần thuốc thôi. Tôi không cần loại đó đâu. Anh không có loại hút sao? Cái này mạnh hơn. Bây giờ có dùng không? Thôi được rồi, anh chết đi. Nhanh lên, tôi sắp chịu hết nổi rồi đó. Dạ anh về. Hay là để anh đưa em vô nhà nha. Thôi anh về đi. Má em mà biết em có bồ á là đánh em chết đó. Anh về đi nha. Ừ. Bye anh. Bye em. Anh đi về đi. Anh biết rồi, anh về nha. Anh về đi.
Hôi quá má ơi, con không chịu nổi cái mùi này nữa đâu. Con không muốn má vất vả nữa, má xin nghỉ việc đi, con dư sức nuôi má mà. Con thấy hôi vì mùi nước hoa ở trên người con hòa lẫn với mùi rác ở trên người của má chứ gì. Con đừng quên, chính cái nghề này đã nuôi hai má con mình mấy chục năm nay, cho con được đi học đàng hoàng đó. Má có biết là con rất xấu hổ với bạn bè vì cái nghề của má không? Hơn 10 năm con không dám cho bạn bè biết nhà, con không dám cho ai biết má làm cái nghề này. Má sai lầm rồi. Cuộc sống bây giờ nó không giống như cái thế hệ trước của má đâu. Không ai tôn trọng cái nghề hạ đẳng lương thiện như má đâu. Họ biết mình nghèo, họ càng coi thường đó má. Má biết những việc mà con đang làm, những người đàn ông mà con đang quen, những đồng tiền mà con nhận từ họ mới là dơ bẩn, không sạch sẽ đó. Lan à, con hãy từ bỏ cách sống đó đi. Má đủ sức nuôi con mà. Nghe lời má đi con. Con không ngu dại như má nghĩ đâu. Con sẽ quyết tâm làm giàu bằng mọi giá nhanh nhất. Má, con làm tất cả cũng vì má. Con thương má nhiều lắm. Con không quên được cái ngày ba bỏ hai má con mình khi con mới có 6 tuổi. Tất cả cũng chỉ vì mình nghèo. Anh, từ từ thôi. Em sợ con vợ già của anh lắm luôn á. Sao sợ? Tới nhà của anh rồi đó. Vô nhà anh chơi nha. Vô đây cưng. Con nhỏ này, vậy là con ngủ nữa hả? Đi vô trong. Đi. Lại lên. Đi vô. Qua đây với anh. Đóng cửa đi cưng. Từ từ mà cưng. Ngủ không chịu ngủ, đứng đây coi cái gì hả? Mày khóc cái gì? Nín. Mẹ con gái mẹ mày á, khóc hoài không có ra tiền không hả? Đi vô, đi, cắm bước ra đi vô. Bao giờ quên được hình ảnh đó. Con muốn trả thù tất cả những bọn đàn ông khốn nạn trên đời này. Má yên tâm đi, con không bao giờ tin và yêu ai đâu. Con không có muốn giống như má, suốt cuộc đời cứ phải chịu cực khổ để người ta chà đạp mình. Bánh mì hả cô? Cho con ổ bánh mì. Chờ chút nghe.
Xin lỗi tôi quên. Dạ. À, sao lại bóp tay vậy chú? À, chú quên. Chú dùng nữa xin lỗi. Dạ, cho con thêm miếng ớt đi chú. À, có liền. Dạ, bao nhiêu tiền vậy chú? Ờ, thường ngày con mua bao nhiêu thì đưa chú nhiêu. Ủa, chú bán bánh mì mà. Sao con biết được? Lần đầu chú mới bán. À, dạ 10.000 nha chú. Con gửi chú. Cảm ơn chú. Cảm ơn con. Dạ. Em tỉnh rồi hả? Tội nghiệp cho em quá. Nhưng tại sao em lại dính vào ma túy? Nó tàn phá thể xác rất là ghê gớm, em có biết không? Khi bế tắc tận cùng, em nghĩ ma túy sẽ là cứu cánh. Em đã sai lầm rất trầm trọng. Khi hiểu ra thì đã quá muộn rồi. Anh sẽ giúp em từ bỏ ma túy. Vẫn chưa có muộn đâu. Nếu như em có nghị lực mạnh mẽ, bản thân anh cũng đã từng tự cai nghiện thành công. Và anh sẽ giúp cho em thoát khỏi chốn này, để làm lại cuộc đời. Tại sao anh lại tốt với em như vậy? Em chỉ là gái làm tiền, đâu đáng để anh quan tâm đâu. Bởi vì anh thích em. Anh thích em? Thật sao? Và số phận của anh và em hiện nay đang liên quan với nhau. Anh muốn cho em biết một bí mật thật là khủng khiếp. Mà chuyện gì vậy anh? Hiện tại công an đang lần theo đường dây buôn bán ma túy quốc tế. Em đã bị bọn chúng lợi dụng trong những lần vận chuyển trước đây mà em không hề hay biết. Mỗi lần em đi khách, em cũng hay giao hàng cho khách, đúng không? Thì đúng là em có làm như vậy. Nhưng đó chỉ là dạng kích thích thôi mà anh. Tất cả đều là ma túy hết. Mà sao anh biết được điều này vậy? Mà anh biết rất nhiều thứ. Có phải anh là công an không? Đúng rồi, chắc anh là công an rồi, đúng không? Em bình tĩnh đi. Cái gì mà công an? Anh biết được là vì chính anh cũng là một mắt xích trong đường dây ma túy đó. Vì biết anh có ý định hoàn lương nên bọn chúng đã lên kế hoạch.
Sớm muộn gì chúng cũng sẽ thủ tiêu anh. Bởi vậy chỉ có em mới cứu được mạng sống của anh, cứu mạng sống của cả hai chúng ta. Nhưng mà thân em còn lo chưa xong, thì em cứu được ai hả? Trong đường dây buôn bán ma túy lớn này có một công an được cài vào làm nội gián. Sớm muộn gì em với anh cũng sẽ bị công an đó phát hiện. Chưa kịp hoàn lương thì đã bị bắt rồi. Và chắc chắn anh và em sẽ vừa cột, nhẹ nhất cũng là chung thân. Chính vì vậy anh cần em giúp sức, cùng nhau vạch mặt tên cơm đó, để bọn mafia xử tên cơm này, rồi sau đó mình tính tiếp. Em làm gì tiếp xúc hắn được mà vạch mặt? Em là người của Hưng Gà đúng không? Trọng chỉ là người quản lý show diễn thời trang do Hưng Gà ấn định. Mà sao anh biết chuyện này? Em đừng có sợ Hưng Gà. Hưng Gà làm ăn chung với đại ca của anh mà. Thì ra là vậy. Sao anh không trực tiếp làm mà nhờ em làm gì? Vì anh cũng đang bị nghi ngờ là công an, cho nên bây giờ tiếng nói của anh không có giá trị. Hơn nữa phải có bằng chứng thì mọi người mới tin chứ. Vậy ai là người mà anh biết là cướp? Mà người đó là ai? Rồi em sẽ được biết. Em cứ làm theo mọi kế hoạch của anh là được. Nếu thành công, chúng ta sẽ hết sợ bị cướp bắt, mạng sống của mình sẽ được an toàn. Lúc đó bọn họ sẽ tin tưởng mình. Anh và em đánh một phi vụ kiếm một mớ tiền. Khi có cơ hội, mình sẽ tìm cách thoát thân và làm lại cuộc đời. Anh tin là với sắc đẹp của em sẽ dễ dàng tiếp cận được hắn, và để không bị lệ thuộc vào ma túy nữa, bắt đầu từ ngày hôm nay anh sẽ cai nghiện tại nhà cho em. Em cảm ơn anh. Nghe anh nói em cũng rất sợ hãi. Có được tiền mình sẽ rút nha anh.